Hello, xin chào mọi người nha. Thì sau khi vừa kết thúc được ba cái khẩu súng Halloween vừa mới cập nhật đấy, thì bỗng dưng mình lại có nghe cái tiếng khóc thất thanh thoang thoảng quanh tai, khổ quá cơ. Ai ngờ là cái tiếng khóc từ cái em gậy Halloween này đấy. Em ấy nói là tại sao anh không rước em đi, ôi. Cho nên là mình cũng không nỡ đành lòng mà bỏ sót em nó, cho nên là hôm nay mình cầm nó vào trận chiến luôn. Đấy, thì các bạn có thể thấy được cái khuôn mặt với kèm theo một cái nụ cười rất là man rợn luôn khi được cầm trên tay để vào trận đấu. Rồi, nụ cười đã trở lại rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng cầm cái gậy này để đi đập chết mấy cái con gà này. Đâu rồi? À, thì cầm diều hổ báo à? À đâu? Ghê. Rồi thì hôm nay mình có mượn tài khoản của bạn là CH God làm cái clip này. Thì thử cầm cái này vào đấu tranh nhưng mà thốn lắm, vừa gặp phải cái team top không à. Cầm súng đã khó nhai rồi, còn cầm cái này cũng mà vỡ mồm. Nên đành phải cầm dao thôi. Vào mấy cái trận phòng đấu dao chiến thôi. Nào. Đấy, các bạn có thể thấy được cái chức năng đặc biệt của cái gậy này thì nó là gần như là giống nó phớ rồng. Rồi, đập một phát thì chỉ có chết luôn thôi. Đây là cái môn võ đã được thất truyền mấy chục năm nay rồi, và hôm nay mình đã tìm lại được trên cái gậy này. Đấy, nào, vào đây, ô, vô đây. Trời ơi, thanh niên vừa chạy vào ngõ kia xong ra đây. Bu lại một đám mà anh phang phát chết luôn. Phang cho vỡ mồm luôn. Đưa mặt ra đây. Ô, không chết à, hai phát vừa rồi chẳng đặc biệt không chết kìa. Thì mình có nhận xét qua về cái thanh chùy này thì nói thanh chùy thì đúng, tên đúng của nó là gậy Halloween, nhưng mà hình dáng của nó rất là giống cái thanh chùy luôn. Nó có một cái đầu tròn ở phía trên và kèm theo mấy cái gai nữa, đủ để thông áp thanh niên nào mà hổ báo mình luôn. Nào vào đây em. À, này thì chạy chạy đâu. Ô sao lúc nãy vừa cấu được có tí máu kia, đùa nhau à? Cái gậy này mà chọc một phát vào mông là thốn lắm, nhất là mấy cái gai ấy. Chết này rồi, tuyệt vời. Ô, cô bừa chết một mạng đó kìa. Ê, đứng lại đi em, vỡ mồm nhá. Thì mình có nhận xét qua về cái thanh chùy này thì về cái cách chém đặc biệt và cái cách chém bình thường thì nó khá là giống phớ rồng. Nhưng mà tuy nhiên thì cái sát thương và cái phạm vi của nó thì lại yếu hơn phớ rồng một chút, theo mình đánh giá là như vậy thôi. Còn các bạn nào mà sở hữu, các bạn có thể chém thử thì các bạn sẽ biết ngay thôi. Ôi, phát đấy là chém đặc biệt nè, chém lâu hơn. Ôi, thanh niên này ngáo à. Anh không biết là từ đâu mà mất máu nữa. Anh đang hoang mang và anh đã khi nhận ra được tên địch nó đang ở dưới chân thì anh đã tử vong rồi. Chơi buồn cùng anh. Nào, vô đây em, vô đây. Ok. Rồi, kết thúc cái trận đấu đầu tiên thì cái trận đấu dao này nó được có 28 kill rồi. Rồi chúng ta sẽ ép vẫn là cái phòng này đi. Chiến luôn thôi. Rồi. À, nhanh nào. Rồi, zoom thì hầu như là toàn thanh niên mới chơi thôi. Hôm nay cầm cái gậy này nhìn nó khá là bựa nha, nhất là cái khuôn mặt ở trên cái khuôn mặt trên cái thân gậy này cười nhe hết cả cái bộ hàm răng huyền thoại luôn. Nào, đây rồi. Ồ, che máy à? Ôi. À, thanh niên này thả thính ạ. Này thì thả thính này, rồi nằm xuống rồi. Tuy mình không kêu được nhưng mà đồng đội nó lại nó xấu xé luôn. Làm gì đây? Vô đây luôn. Ok, vô đây luôn. Thì những cái vũ khí cận chiến mà chém cái kiểu bổ số như thế này thì cái phạm vi chém của nó khá là hẹp. Mình chỉ thích dò quẳng thôi. Nó phang ngang thì tuyệt vời lắm. Cua một phát chết mà cả đám luôn đấy. Vào đây. Đủ. Thanh niên lao ra rất bất ngờ luôn.
tiếp tục nào. À, chém thường thì nó cũng khá là nhanh. Chém đặc biệt cũng ok đấy. Nó cũng không chậm lắm. Rồi rồi. Một phát headshot. Cái này đập vào đầu thì có mà méo luôn đi. Giết luôn. Giết luôn. Ôi giời ơi. Giết này. À, cái phạm vi cái khoảng cách chém của cái vũ khí này nó không được xa lắm. Mình cảm nhận cái phớt rồng nó chém nó vẫn ngọt hơn, nó sắc hơn, nó tuyệt vời hơn. Ôi trời ơi. Sao đồ thế này? Sao chém nãy giờ toàn mất máu, không thấy mạng nào nằm xuống. Lần này thì hy sinh chưa hả? Này thì hổ báo nguyên đàn này. Còn tên nào nữa à? Vào đây. Rồi, nhảy xuống giết luôn. Này thì ăn đồ. Sao diều bổ áo thế nhỉ? Hôm nay mình bổ trước mà. Để giờ cái hết luôn. Bắn mề. À, tiếp tục nào. À, thế nên là parkour ngon đấy. Đâu rồi? À, chú định nhân nhân với anh à? Đây rồi, thanh niên này. Thanh niên này, này đi. Ô, đây, phát tay mà không mất máu, không trúng nhỏ trên. Đứng lại đi em. Đâu rồi? Ôi. Mấy thanh niên này cầm diều vung lên, rất là hổ báo luôn. Gấu nguyên con không à? À. Mình nhận thấy được một tên. Ôi. Rồi kết thúc trận đấu thứ hai thì mới có 7 phút rồi thì mình sẽ làm thêm một cái map đấu rào khác đi, hay là tìm một cái phòng nào nó tìm phòng đấu đội đấu xuống nó xem hả. Chế độ vực sâu này lâu lắm rồi cũng chơi cái chế độ vực sâu này. Giờ cái trận đấu này trận đấu thứ ba mình sẽ cầm cái vũ khí dạy Halloween này sẽ chiến cái map này luôn đi. Đấy, tuyệt vời đấy. Lâu rồi cũng chưa làm cái clip về cái map này. Cái map này thì nó khá là bựa. Các bạn yên tâm đi, riêng cái trình độ luồn lách của mình phải gọi là đẳng cấp cao rồi. Thanh niên đằng sau kìa. Ô, oh, what the fuck. Cái thằng đồng đội khốn nạn. Giết mình luôn à. Cái này không cẩn thận dễ té như chơi luôn. Nhưng mà với cái trình độ lái xe lâu năng của mình thì cái này không ăn thua. Các bạn yên tâm đi. Nhảy nhót qua những cái hố là đẳng cấp, là nghề của mình rồi. Tuyệt vời. Thằng nhân này không thấy mình à? Ô, đây nè. Hình như mấy thằng nhân này thấy mình nhân vật nữ. Nữ này tưởng là đồng đội. Đấy sao mà không thèm moment luôn. Rồi, anh ta xác định là hy sinh rồi. Ui rồi, may quá. Đấy, các bạn thấy cái kỹ thuật điều luyện tránh những cái hố của mình. Ôi, nếu mà bom này vớt vẩn chết một mạng người. Đứng đây làm gì em? Định nghĩ quẩn nó làm liều à? Định nhảy xuống à? Rồi, thanh niên kia đứng lại. Rồi, anh xác định là anh hy sinh. Và tên này vừa mới vào đã treo máy thế này. Này thì đứng nó treo này. Rồi, bình tĩnh. À, vào đây. Ok. Đùa, mấy thanh niên này thấy mình sao không thèm chém nhỉ? Khinh mình à? Đứng lại coi. Được. Anh bá đạo rồi. Anh cứ vậy mà anh tông thẳng, anh max speed rồi. Anh không thèm luồn né làm cái gì cả. Thanh niên bá đạo của nam này. Nào, vào đây. Ô. Ừ. Giờ mới thấy chán hả? Ok. Đùa sao mấy thanh niên kia khinh mình thế nhỉ? Cầm bom làm gì đây? Phát đây chọc đâm một phát đúng là ô. Làm gì đây em? Bò làm cái gì đây? Ngồi ị à?
cái này mà đập vào đầu thốn lắm. Tiết nó cứ tuôn ra đủ lấy chất canh cho cả làng ăn luôn đấy. Rồi thằng nhân nào vừa rơi xuống hố, ok chạy đâu đây, đứng lại coi này thì chạy này, những cái này chém yếu thế nhỉ. Hát vừa rồi mà mất được con nửa cây máu à, chết chưa. Dòm cái gì đây. Rồi cái trận đấu này, à cái zoom này toàn KFC không. Chán chơi với mấy thằng nhà này cũng hơi nhàm chán. Ôi đây này, khổ lắm đi thôi. Cứ dòm ngó làm cái gì. Lần này thì chết chưa. Rồi vỡ mặt. Thành nhân à, ném qua mình xong là đứng đơ. Không biết anh nhìn cái gì luôn. Đâu đây. Cần lắm một thanh niên nhân tố bí ẩn bên liên minh. Nhân tố cả liên kim. Đâu rồi. Đã đây coi. Sao toàn ngáo thế này. Rồi. Anh đứng lại, anh chém cái gì đây? Anh chém gió à? Hả? Này thì chém rồi nè. Ôi, từ nãy giờ không biết được bao nhiêu kít rồi. Chết này. Rồi, pha lao đúng vào cái quỹ đạo của thanh chùy cho nên anh đã nằm xuống bất động. Chạy đâu đây? Đứng đây làm cái gì? Đứng đây nhảy nhảy, mình cũng không hiểu anh đây làm cái gì luôn. Rồi, 15 kill rồi. Đấu danh mà được như này được huy chương giao đấy. Rồi. Rồi, hai mạng luôn. Tuyệt vời. Đấy, ăn bom đi. Ồ, không chết à. Lần này thì hy sinh nhá. Rồi. Không sao, đối với mình tránh được mấy cái chướng ngại vật này nó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Đấy. Cứ cầm mìn rơ ra làm cái gì không biết. Thả thính à. Cái thanh niên này hay thả thính đây. Ôi. Rồi. Bá đạo từ đầu trận đến cuối trận luôn. Ok. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi cái clip này nha. Xin chào.